Đây là cái ổ kiến thứ 5 từ khi mà mình tham gia vào bộ môn nuôi kiến ha. Cambonotus japonicus. Trời ơi. Đây. Một queen và 10 quật cơ. Hả? Queen bự quá trời. Queen bự. À. Đẹp á anh em. Đây là những cái mảnh ghép. Trời ơi. Tại bên này nó có đường gác bên này nữa. Hello, mình là Nam Ngôn. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngôn. Ok các bạn, từ ngày mà tham gia vô cái bộ môn côn trùng này, mà cụ thể là con kiến á, thì thời gian đầu cảm giác nó rất là lúng các bạn, rất là dính luôn, mà giờ nó hết dính rồi, chuyển qua lúng luôn rồi. Mình mới vừa order một cái ổ kiến mới từ ngoài Hà Nội ship vào đây. Thì cũng chưa khui luôn. Thì hôm nay sẽ khui chung với các bạn luôn. Đây. Đây là một tổ kiến của bạn Lê Việt Hoàng ha, từ ngoài Hà Nội gửi vô cho mình. Giờ mình sẽ unbox nó luôn. Ok. Không đâu quay lên mặt bên này đâu. Trên này thôi. Giờ ngồi đây cho sáng sủa mình sẽ khui ra nha. Thì mình có order luôn một cái tăng kiến theo một cái dạng khác nữa. Đủ dạng luôn rồi. Đây là cái ổ kiến thứ 5 từ khi mà mình tham gia vô bộ môn nuôi kiến ha. Đầu tiên là chắp cho. Tiếp theo là singularis. Rồi tới xian băng. Cái ổ kia là cambonotus. Senko gì đó. Thì Resenko gì đó, quên tên mất tiêu rồi, tên nó dài khó nhớ các bạn. Và cái ổ này có tên là Cambonotus japonicus. Trời ơi, tên nó dài ngoằng ngoằng ngoằng. Tên nhớ nhất cái đầu luôn. Đây. Khui nha. Này là của bạn Hoàng ngoài Hà Nội. Thì cũng rất là nhiều bạn ở khắp nơi hỏi anh Nam ơi, anh Nam chơi kiến, mua kiến ở đâu, chỉ cho em với. Thế anh Nam chơi ghiền quá, em cũng chơi luôn. Thì mình cũng đã giới thiệu cho tất cả mọi người ở tùy địa phương, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả những người anh em mà đang cung cấp cái này ha, để mọi người chơi. Nói chung mình chơi mình thấy rất là thích luôn rồi đó. Dự định trong tương lai gần thôi sẽ có một cái phòng côn trùng ha. Thì hiện nay đối với côn trùng thì mình thấy con kiến nó khá hấp dẫn, còn mấy dòng kiến khác thì nó nhạy cảm quá, nó hơi khó. Đây. Đóng hàng rất là nhiều cái này, gọi là nó lèn. Nó là lèn, rất là giấy cho nó im ha. Hello các anh em đang coi livestream, có câu hỏi nào không nè? Khui ra từ từ ở đây. Chưa khui luôn á, bây giờ mua gì á là cũng không có khui trước. Đợi khui chung với mọi người cho vui. Ồ. Ghê ống nghiệm. Này là mình nuôi theo kiểu lắp ghép nha anh em nha. Tăng theo kiểu lắp ghép. Đây. Tăng này, cái này là của mấy bạn ở trọng đó nè. Khui hàng. Đây các bạn. À, cái này là đây có tên luôn nè. Này để tên được mà phải không? Của shop luôn. Unstore VN ha các bạn ha. Này của bạn Lê Việt Hoàng. À, có tem đây. Sẽ lột ra. Cái ổ này là Cambonotus japonicus ha, một queen và 10 quật cơ. Thì cái ổ này là mình bắt là 450k nha anh em.
Thì để này nằm trước tao ráp vô. Đây nữa. Hả? Win bự. Win bự nhìn là mình biết cơ thể này là cái gọi là cái gì? Bữa bạn Nhật chia sẻ gì quên. Fully. Fully ha. Fully với xe Mỹ này là fully. Này mốt mà thiết lập được một cái phòng côn trùng chắc đã dữ à. Tối ngồi chiêu chắc phê. Làm phòng nó mát mẻ một chút. Đóng gói rất là kỹ ha anh em ha. Nhiều bạn nói tiếu. Coi clip của anh Nam thì em đi nuôi kiến luôn. À. Coi anh thấy ghiền quá. Chơi luôn. Mặc dù mình cũng là newbie bên này thôi. Đây. Này chỗ để ghi món nghiệm. À. Đẹp quá anh em. Nhìn nó khá là cơ khí ha. Sướng nhất là unbox đúng không? Mua gì sướng nhất là unbox hả? Đây là những cái mảnh ghép. Ây cha, cái này chắc cũng phải hơi mất thời gian gáp rồi nha. Có hướng dẫn sử dụng không? Rất là chu đáo luôn ha, gửi cho mình ống tiêm để mà bơm nước cấp ẩm luôn nè. Rồi này nước cái này là chai chắc gì đó, không biết luôn. Trời ơi. Cái này chắc nhiều phụ kiện quá. Cái này chắc không phải gáp trong vòng vài chục phút được rồi. Tưởng nó đơn giản gáp luôn, ở này gửi tức thời gian gáp rồi. Ồ, cái này là này chắc nền hả ta? Nền á. Ok anh em. Có nè, trong này có cái này ống tim là để bơm nước ra, bơm nước cấp ẩm nè. Này nữa nè. Và cái chai này là cái gì đó để mình sẽ hỏi kỹ là bạn Hoàng sẽ tư vấn cho mình. Cái nước này là nước gì á, nước ở trong này nó có chất gì nha anh em. Nó đục đục là giống như khoáng nha, không biết phải khoáng không nè. À. Cả bông gòn luôn, cả nút luôn. Quá chu đáo. Còn cái bịch này là không biết phải là cái cát nền không. Hoàng ơi, có đang coi livestream à? Hoàng cũng hay coi livestream lắm. Có đang coi livestream không? Có gì tư vấn anh gáp luôn em ơi. Có bạn Kim báo nó là vôi khoáng. Vôi khoáng hả? Ồ. Còn này ron rồi tùm lum tà la hết. Này chắc gáp sẽ mất thời gian á. Rồi có miếng miếng này để con kiến thì nó nó thoải mái với cái ánh sáng đỏ ha. Thì cái miếng này đã che lại. Còn trong này là cái gì đây? Các bạn hỏi tầm 500k có chơi được không? Chơi được em ơi. À, để anh giới thiệu cái tổng thiệt hại của anh cái này nha. Thì cái này cũng là thuộc dạng hơi bự rồi. Cái ổ này của anh á là
một queen với lại 10 worker á là 450k. Nguyên cái tăng theo kiểu lắp ráp này á là 300k ha. Tất cả những cái ống ráp này, tất cả những cái ống nghiệm này đó là 300k. Rồi hình như cái chai khoáng nào á, chai này hay là cái ống này không biết, thì là 100k. Đó thì tổng lại là nhiêu ta? 400, 450, 700, 800. Nhưng mà của anh là bự. Còn mọi người á thì chừng khoảng 500k là chơi được rồi. Chơi chơi có cái chơi rồi. 400 cũng có, thậm chí 300 cũng có nữa nha. Thì anh em cứ chơi từ từ lên thôi. Mình này, cái tăng này là cái tăng thứ 5 rồi, ổ thứ 5 rồi. À cái này cái nắp. Này là cái nắp đó các bạn. Nắp để trên xuống. Giờ mình thử mình dựng ráp sơ sơ coi. Đây nè, cái chỗ này là cái chỗ để nhét cái ống nghiệm qua đây nè. Giờ việc đầu tiên là mình phải có cái khung trước. Nhưng mà rất tiếc là giờ mình cái hình nó như thế nào mình cũng chưa có coi. Mình không biết nên bắt đầu từ đâu luôn. Giống này gắn ở đây. Thì cái này ở đây một cái đây nè, nó thì cơ bản nó giống vậy nè. Cái ống nghiệm nó sẽ nằm xuyên qua đây. Đó. Chưa có hình rồi. Cái hình nó đang nằm ở trong cái điện thoại của anh á, mà điện thoại đang livestream rồi. Hơi phức tạp á. Không hề đơn giản. Ok thôi bây giờ á, cái tổ này nè, bây giờ cái tăng này á thì ráp nó sẽ tốn khá nhiều thời gian á, thì mình sẽ dành một clip khác để mình sẽ ráp cho các bạn coi hoa, hoặc là các mình ráp sẵn ở nhà. Cái này phải mà mò chút, tại vì mình lần đầu tiên mình chơi với lại cái tăng theo kiểu lắp ráp cho nên sẽ khá mất thời gian á. Bây giờ mình sẽ cất vô đi. Cất vô để mình sẽ quay mấy bạn kiến đi. Quay mấy bạn kiến trước đi. Đẹp á. Sắc sảo không? Này có cầu tuột hay lên xuống hay gì vậy? Khá là sắc sảo ha. Bữa có đứa cháu nó có nói hôm bữa con thấy chú Nam chơi ổ kiến, cái mình nói ok để bữa nào chú Nam tặng cho con một ổ nuôi kiến. Nuôi kiến nó sẽ kích thích cái trí học hỏi của nó ha, tò mò quan sát của nó. Này là nuôi những cái ống nghiệm nè, trong này là nước uống nè. Giờ tạm thời mình sẽ cất vô đây đi, rồi khi mình rảnh mình sẽ gáp. Giờ mình sẽ giới thiệu dòng kiến này trước đi. Thật ra nói là giới thiệu thôi chứ mình cũng không có chưa biết gì nhiều bạn này, sẽ tìm hiểu thêm, nhưng mà mình sẽ mở ra cho các bạn coi kỹ ha. Lát cái ống nghiệm này á, mình sẽ tích hợp vô đây luôn. Rồi bên này nó có một đường gác bên này nữa. Rồi ok các bạn, đây là dòng Carbonotus Japonicus ha. Cái ổ này là bao gồm một queen. Queen là con bự nhất, này là tuổi fully. Fully là có nghĩa là cái con queen và những con khác á nó có sự khác biệt rõ ràng. Ví dụ như ở đây bạn thấy là con queen nó sẽ to và khác biệt so với là những cái con worker, những cái con khác ha, nhìn nó đặc biệt. Còn cái tuổi mà semi á thì nó tương đồng giống nhau, nhìn thì khó phân biệt hơn. Còn tụi này nhìn vô biết con nào là queen liền đó. Và bữa mình có giới thiệu với các bạn hướng dẫn cái khúc giữa đó, bạn Nhật đồ chỉ cái khúc cái đoạn giữa của con kiến nè để nhìn ra con queen, anh em nhớ không? Thì cái ổ này là một queen với lại 10 worker ha. Giá của cái ổ này là 450k à. Rất là đẹp, rất là dễ thương, đích bự. Sao mình nhìn mới có không biết có chui ra ngoài không ta? 1 2 3 4 5, thấy mới có 5 worker à, không biết có bạn nào sống ra đây không ta. Thôi cũng được, như đây từ từ gầy lên, có như đây là ok rồi.
Thì để bây giờ để tối nay đi, tối nay mát trời mình có thời gian thêm, bắt đầu mình ngồi sẽ mày mò mình ráp cái kia. Mình ráp xong mình sẽ cho các bé nó vô ha. Anh em coi đóng hàng từ ngoài Hà Nội vô mà rất là kỹ ha. Tại vì tụi nó để tránh cho nó bị sốc á. Rồi lật tới lật lui này nọ thì con kiến nó sẽ bị stress, rồi nó sẽ bỏ ăn, hoặc là có thể nó sẽ gọi là stress rồi nó ngủm đồ này nọ luôn. Cho nên là các anh em đóng hàng chèn rất là nhiều. Thứ nhất là dùng mấy cái này để chống sốc nè. Cái thứ hai nữa là dùng giấy này chèn vô chặt để cho nó đừng có lúc lắc nhúc nhích đồ nè. Đó, rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ để tạm đây. Tính là nó dễ dàng chút xíu mình gáp luôn, coi cho anh em coi chơi. Mà giờ nó cũng hơi khó khăn. Thôi giờ mình tạm cất nó vô đây đi. Rồi tối nay mình tính nó nha. Thì giống như mình nói ngay từ đầu clip á, thì là mới chơi kiến thì tưởng nó dính lắm, ai ngờ cuối cùng nó không dính mà giờ nó lúng luôn rồi. Ổ này là ổ thứ 5 nha anh em, và chưa có gì gọi là cam kết sẽ kết thúc cả. Sẽ còn nhiều ổ hơn nữa. Và mình có plan là mình đặt hàng mấy anh em mà làm tăng á, làm những cái tăng độc lạ, tăng lớn. Nhưng mà trước mắt là sẽ kiếm được những đàn kiến lớn cái đã. Kiếm những cái đàn kiến lớn, có cái đàn kiến. Chơi kiến thì đầu tiên chúng ta sẽ kiếm cái đàn kiến trước, xong rồi chúng ta sẽ làm cái tăng cho nó phù hợp. Ví dụ như giờ mình kiếm được một cái đàn kiến nó khủng khủng đi, rồi mình sẽ order một cái tăng nó khủng khủng, mình để vô mình nuôi. Chứ đàn kiến mà nhỏ quá mà cái tăng bự quá thì nó con kiến nó dễ bị stress, mà nhìn cũng không thấy đâu hết trơn á. Cho nên là phải kiếm được cái đàn kiến khủng trước, xong rồi mới sẽ đặt hàng những cái tăng khủng, tăng độc này nọ, độc lạ. Cũng từ lúc mà vô kiến thì mà quen biết được nhiều anh em hơn. Có anh em giống như là làm bữa mình bên Nhật rồi là làm tăng về Mika và cái chất đó là gọi là cái gì quên mất tiêu rồi. Cái gì á? Quét. Rồi có anh em bên Quốc Cường tặng mình cái tăng gỗ á, thì là bạn đó chuyên làm tăng bằng gỗ. Rồi có bạn Huy thì phải là làm những cái kiểu độc lạ không à. Nói chung rất là hay, anh em rất là khéo tay, rất là giỏi, nắm vững cái kỹ thuật ha. Ok. Thì có nhiều bạn hỏi là anh Nam ơi, chơi kiến có khó không, có nên chơi hay không? Thì mình chia sẻ cái cảm nhận thật của mình là theo mình là nên chơi ha. Tại vì đồng ý là nó có khó, nhưng mà nó khó ở cái chỗ là chúng ta chưa có hiểu nó. Thì để hiểu nó thì các bạn nên tìm kiếm những cái nguồn thông tin nó chính xác, và tham khảo những người đi trước ha. Thì nó cũng theo mình nó cũng không quá khó đâu, không quá khó đâu, chỉ cần chúng ta tìm hiểu chút xíu, biết về thông tin về nó. Cái chi phí để chúng ta bắt đầu nó cũng đơn giản, và nó cũng không đòi hỏi quá nhiều thời gian chăm sóc, cũng như là nó quá nhạy cảm đâu. Ví dụ nó cần cái chúng ta set up cái nhiệt độ môi trường sống cho nó mát mẻ là nó sẽ vận hành sinh hoạt tốt, và từ từ nó sinh sôi nảy nở thôi. Bên cạnh đó là nó làm cho chúng ta tò mò. Ví dụ bản thân mình đi, đối với lại bò sát hay gì thì mình biết cũng tương đối, thì nói chung là nhiều khi mà muốn tìm học hỏi thêm cái mới á, cũng hơi làm biến các bạn. Cái mình nghĩ là mình biết cái đó rồi cho nên cũng hơi làm biến. Nhưng mà đối với con kiến này thì nó hoàn toàn xa lạ luôn, cho nên là nó rất là kích thích mình để mà học hỏi tò mò ha, để tìm hiểu. Ok mọi người, cho nên là lời khuyên của mình là đối với mọi người hỏi là có nên chơi kiến không và chơi để làm gì, thì chơi kiến là đơn giản là mình thích quan sát cái hành vi của nó, quan sát cái xã hội của nó, cái cách nó xây dựng cái tổ chức của nó ha, và cái cách nó vận hành, cách nó ăn uống rồi như thế nào nữa, rồi sinh sản như thế nào, bảo vệ tổ như thế nào. Thì cái đó là cái thú vị trong cái bộ môn này mà mình muốn tìm hiểu, muốn trải nghiệm. Ok mọi người, cho nên là mọi người cứ mạnh dạn chơi ngổ đi. 300.000 thậm chí là 200.000 nuôi một con queen trong một cái ống nghiệm hình như cũng có rồi ha, chứ không quá mắc tiền đâu. Rồi từ từ chúng ta xây dựng lên từng bước một. Ok các bạn, mình nhắc lại tên nha. Cái ổ này là mình order của bạn Lê Việt Hoàng ở ngoài Hà Nội đó. Thì cái ổ này là cái ổ Campbonotus Chabonicus, bao gồm 1 queen và 10 worker, thì giá là 450k, cộng với cái tăng theo cái kiểu lắp ráp ống nghiệm này á thì nó có giá là 300k. còn cái chai khoáng á, chai khoáng để cho kiến này nọ đó, phải không, nãy có cái khoáng đúng không, là 100k nữa, thì tổng thiệt hại nguyên cái này là 850k. Nhưng mà cái này nó cũng thuộc dạng nó hơi phức tạp chút xíu rồi. Anh em mới bắt đầu, thật ra mình cũng là dân mới bắt đầu, nhưng mà tại vì mình ham cái gì nó cũng bự bự. Còn anh em mà ngại muốn tìm hiểu ngay từ ban đầu thì có thể chừng khoảng 200k là có thể bắt đầu bộ môn này được rồi. Rất là thú vị. Ok mọi người, chúc được mọi người tìm được nhiều niềm vui, có được nhiều điều thú vị từ cái bộ môn chăm sóc
và thuần dưỡng kiến này ha, rất là nhiều điều thú vị mà chờ đón chúng ta khám phá. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye. Hello con.